Chào quý vị các bạn, hiện tại mình đang ở ấp Chân Cô, xã An Cư, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Thì vào ngày 1 Tây tháng 11, vào khoảng 16 đến 18 giờ, thì tại đây có xảy ra cái trận lốc xoáy kinh hoàng, làm đổ ngã rất là nhiều cây cối và nhiều ngôi nhà của người dân, làm tốc mái. Và điểm đặc biệt thì chúng ta thấy ở đây nó có xuất hiện một cái trận lốc xoáy dữ dội, nó làm đổ ngã một cái cây cổ thụ trên vài trăm năm. Đây là cái cây gia, người dân còn gọi là cây lâm dồ. Và cái cây này là cặp bên phía đường, nó cuốn kể cả cái gốc rất là to lên quý vị, và nó đập vào một cái ngôi nhà của người dân. Thì theo như chúng ta biết, nhìn cái hình ảnh này quý vị các bạn thấy thì nó xảy ra chưa đầy một cái tuần lễ, và người dân và chính quyền địa phương cũng đã là khắc phục và cưa để dọn dẹp lại cái hiện trường cơn lốc xoáy đi qua. Và phía căn nhà đó thì cũng của một cái hộ dân mà người ta mua lại, và những cái người trong gia đình họ không có ở đây, rất là may không có thiệt hại về người. Chúng ta thấy, nhìn thấy cái hiện trường rất là ghê sợ gì, một cái cây cổ thụ hàng trăm năm mà cái trận lốc, cái cơn lốc xoáy nó cuốn lên như vậy, thì chúng ta thấy cái sức mạnh nó ghê gớm cỡ nào khi mà thiên nhiên giận dữ như vậy. Và nó đi theo một cái hướng là cái đoạn nó ngã xuống, và nó cũng làm tốc mái khoảng trên 200 căn nhà của người dân ở đây. Đầu nó làm sao chú? Đầu ngộ đây là gió bay hì hì luôn. Lốc xoáy hả? Ở trong xóm này là tới 200 mấy chục nhà. Dạ, 200 mấy chục cái nhà tốc mái luôn hả chú? Tốc mái không, chỉ là dạ. Bay dính dân dây điện mà nhóc không. Dạ. Liễn luôn. Có bị gì người không chú? Không, có ai bị không gì? Có người nào chứ. Dạ. Cái nhà sập đó là không có người ta hả? Nhà nó sập không có người ta. Đất này phải có người ta. Nhà này có giá, ta mua ta bỏ. Cái nhà này hả chú? Nó ngã quánh xuống tôi chú. Tôi nghe một cái hì tôi hết hồn. Tôi ngồi đây là gió nó ba chén luôn, khụ vậy luôn. Tôi đang nhậu. Dạ. Ba chén để ở dưới đó. Bảy chén hết trơn luôn. Dữ thần. Nó cuộn cuộn gì hả chú? Gió nó sấy. Nhà tôi vậy. Nó đỡ. Ông vừa qua đây cho ông tạt qua đây liền. Lúc đó khuya mấy giờ? 6:30. Sáu giờ nhiều quá. Cũng gió nhiều, bữa hôm trên mình vậy đó, cũng gió nhiều hả chú? Chiều mà chỉ mưa dông mưa dứa. Dạ. Chiều. Đó là thứ mấy chú? Hả? À. Ngày thứ mấy? Ngày trang bữa một tay á. Một tay ha, một tay tháng 11 ha. Thứ hai. Ngày bữa thứ tư. Thứ tư. Chú chứng kiến chắc là chú sợ không? Không sợ, sợ. Tiếng ghê lắm hả? Không nhận cái cây bự vậy mà sập gió quá. Bởi cây này cái gãy nó không có ăn. Gãy nó qua tới hôm nay luôn. Bởi vì nó nắm không nổi cho gãy nó thấy nhỏ quá. Nó cuốn theo cái đường đó ra chú. Trời, trong sớm mà nó chơi nhà chẳng biết mà là từ ở trong đó mà cũng bay ra tới lộn cũng dính trong cái đường. Mười mấy. Không không mà. Rồi bữa nay là người ta sửa lại đó chú. Với nhà sập là bữa nay người ta cắt lại đó hả? Nó bay nóc không à? Bay nóc chừng. Có cái nhà này nó sập. Có cái nhà này sập hết, nhà cây này sập hết. Cái nhà bên này nó cũng vậy. Quá giá ta mua rồi. Mua mới hay là cũ? Nhà cái nhà này ở ngoài ở ha. Mua mới em lùi có ai nhà đi Mỹ. Nhà bên kia hả? Không lùi nhiều, không có đường đi định ba ngày thôi. Thank you.
cái này rồi chừng đã vô lưng rồi người ta có chở đi không? Cái này ông chở vô trong lại hả? Cái này còn mà xe cẩu mà cẩu. Bước người ta mà đưa xe đánh đánh sập đất luôn hả chú? Cái gái trong đó có nhà hả? Đánh sập đất luôn hả? Cái cây già già dễ. Cái này dễ trồng lắm. Bức khúc rồi. Bức khúc thì trồng được. Nè chỉ cái gì nữa. Đó kìa lấy một mớ ở đó đó, tôi lấy sẵn rồi đó. Đây là dân Hiếu Kỳ, họ đến tình cờ họ đi ngang đường qua bên cái chỗ gốc cây da 100 tuổi bị đốt sấy vào chiều 1 tây tháng 23, thì họ dừng lại họ xem đủ gì. Rất là dữ dội. Ở đây là cái bộ rễ và hải hùng cuốn lên như thế này luôn. Bữa nay cũng có chạy qua cũng gần ngã tuần lễ của gì, nhưng mà có nhiều người họ tình cờ đi ra gặp và họ đến đây để xem, rất là thiên tai, rất là dữ dội của gì. Đây là cái trận lốc xoáy. Chăng chú thấy mà đập cha luôn. Nói ra mình chú nữa đó. Không có gãy gãy cái gì mới. Chúng ta thấy rất là dữ dội. Và cái đọt của cây lâm giò đủ gì. Cây lâm giò gọi là cây bồ đề. Nó đập vào cái nhà của người dân. Thì cái nhà này là do người dân chủ nhà không có ở, họ đi Mỹ ra đóng cửa quý vị. Đó chúng ta thấy thì rất là dữ dội. Từ trận lốc xoáy và cây ở đây là quý vị, thì cái trận lốc xoáy xảy ra vào khoảng 17 giờ 18 giờ vào ngày 1 tây, nghĩa là vào ngày thứ tư tuần trước đúng không quý vị. Thì đây là cái con đường đi ra về xã An Cư, đi ra Vĩnh Trung. Ở đây là đi ngược lại về cái này là cái gì ta? Về ấp Ba Xài, xã An Cư, chợ Ba Xài. Ở đây là một cái cây da lâu năm, khoảng mấy trăm năm đó quý vị. Nhưng mà theo là kể của ông chú tại đây ông chứng kiến, thì vào buổi chiều 1 tây thì ông đang ngồi trong nhà thì lốc sấy dữ dằn quý vị, và nó hốt nguyên cái cả cái gốc lên luôn quý vị, và đập vào hai cái nhà theo cái lằn ngã của cái đọt là quý vị, của cái cây nè. Và hai nhà này chủ nhà người ta đi Mỹ hết rồi quý vị, không ai ở trong nhà, rất là may thì không có thiệt hại về người. Và cái cánh phía trong, phía trong này thì toàn là tốc mái, khoảng 200 mấy chục căn nhà quý vị tốc mái hết, là do cái cơn lốc xoáy nó đi qua.
nó gây tốc mái toàn bộ những cái 200+ căn nhà dân quý vị. Đây là thuộc ấp Chân Cô, xã A Cư, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Chúng ta nhìn thấy cái cây da rất là lớn, cây da này rất là quen thuộc của khi chúng ta đi ra xã An Cư hoặc là ra đường Vĩnh Trung, thì chúng ta đi đường này chúng ta sẽ bắt gặp cái cây này, nó nằm cạnh bên đường luôn quý vị, cạnh bên đường. Cây này theo tuổi đời là mình đón hỏi ông chú ở đây là khoảng là mấy trăm năm. Và trên ở tại cây da này người ta có đặt những cái bàn thờ để thờ những cái thần cây, gốc cây ở đây. Mà do cái trận lốc xoáy thì đã làm cho cái cây đổ ngã, và hiện tại người dân chính quyền địa phương cũng đã đến đây để khắc phục, đưa gọn lại. Và cái gốc này theo như là người dân ở đây cho biết thì sẽ mướn cái mái cẩu múc và đem về chùa, cái gì đem về chùa của người dân tộc Khmer tại đây, gốc rất là lớn. Cái gì mấy tấn gì, mấy chục tấn, mấy trăm tấn luôn á, gốc rất là lớn. Cái gì rồi đây, để mình quay cận cảnh cho quý vị các bạn xem ha. Đây là cái gốc bật lên luôn quý vị, rất là hay hùng. Rồi bật lên như thế này, gãy rất là nhiều quý vị. Chủ yếu là có gãy cắm xuống luôn quý vị, rồi gãy bạc rất là nhiều. Rồi gãy là cái nào nấy là bằng cái cây chuối rất là to, mà do lốc xoáy nó rất là mạnh và nó cuốn kể cả cái gốc lên luôn quý vị. Ta thấy rất là khủng khiếp khi mà thiên tai ập đến, giờ nào chúng ta cũng không biết được cái gì. Thì phía trước đó là hai cái căn nhà lầu quý vị, do là chủ người ta không có nhà ở đây, người ta đi Mỹ hết rồi nên nhà là không có ai ở, cho nên rất là may không có ai ở, cho nên là không có thiệt hại về người, là chủ yếu thiệt hại về của. Ngoài cái căn nhà tại đây ra thì phía trong này thì cũng có khoảng 200+ căn nhà, lốc xoáy nó làm dở nóc hết rồi, tốc mái hết. Chúng ta thấy cái cây rất là lớn, rất là to và có tuổi đời khoảng hàng trăm năm. Nó thấy nó dở lên như thế này, sức gió rất là mạnh. Rất là khủng khiếp. Thì quý vị các bạn, thì nãy giờ thì vlog đã cũng đã quay cho quý vị các bạn xem về cái trận lốc xoáy xảy ra vào ngày 1 tây buổi chiều tháng 11 năm 2023 tại ấp Chân Cô, xã An Cư, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, đã làm cho một cái cây da hàng trăm tuổi và bật gốc như thế này. Và phía trong nữa của cây da thì tại đây cũng có khoảng 200+ căn hộ là tốc mái.
rất là may là không gây thiệt hại về người. Thì đến đây thì vlog xin kết thúc clip, chúc quý vị các bạn có thể vui sức khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn vào clip sau.